Trưa 1075, Tam Cường. Triều Hoàng chi chiến tiến hành đến mức này đã gần kết thúc, nhất là ba ngôi vị hoàng giả cuối cùng đã quyết định. Điều này có nghĩa là trong tương lai không xa, Tổ Đình rất có thể sẽ có thêm ba vị tân hoàng. Vị trí Chiêm Hoàng cũng không phải đơn giản như vậy, đạt được vị trí này cũng có nghĩa là Tổ Đình sẽ trực tiếp nâng đỡ ba người chiếm vị trí hoàng giả, trợ giúp bọn hắn không ngừng đề cao bản thân, tài nguyên, các phương diện của Tổ Đình, kể cả thành hoàng kiếp sau cũng đều sẽ trợ giúp bọn hắn ở mức độ nhất định, mà quan trọng nhất là đại biểu cho Tổ Đình đối với ba vị thành hoàng tán thành. Muốn thành tựu hoàng giả trên yêu tinh đại lục, không có Tổ Đình tán thành tương đương với việc đối nghịch với tất cả hoàng giả của Tổ Đình, sẽ bị Tổ Đình hoàng giả cường thế bắn tỉa. Đây là một trong những quy tắc quan trọng nhất của Tổ Đình. Từ ngày yêu tinh đại lục thành lập Tổ Đình, lúc ấy hoàng giả thành lập Tổ Đình liên lập thành đồng minh công chủ, không phải là một thể, tức là địch nhân, nhất định là sẽ diệt sát. Cho nên vô luận là ai muốn thành tựu hoàng giả nhất định phải trải qua Tổ Đình đồng ý. Mà hiện tại Đường Tam, Mỹ Công Tử cùng Từ An Vũ chính là đạt được tư cách như vậy. Tuy rằng bọn hắn hiện tại còn chưa chính thức thành hoàng, nhưng bọn hắn cũng đã có thể không còn dùng đại yêu vương xưng hô mà là chuẩn hoàng. Tam đại chuẩn hoàng, địa vị chỉ dưới các hoàng giả khác. Làm kim thụ tộc, không tước yêu tộc, long tộc, ba tộc này sẽ tăng thêm hoàng giả. Đây đối với tam tộc mà nói đều là đại sự ưu tiên hàng đầu, ảnh hưởng trực tiếp đến mô hình của toàn bộ lục địa, nhất là long tộc. Ngày Từ An Vũ chính thức thành hoàng cũng sẽ là một ngày Thủy Tinh Thành có chủ nhân mới. Từ An Vũ cũng vì thế mà cố gắng, thậm chí trước khi thành hoàng đã bắt đầu tiến hành các loại bố cục. Làm kim thụ tộc trong khoảng thời gian gần đây bày ra hết thảy, hoặc là nói Đường Tam bày ra hết thảy, đã bị tất cả cường tộc chú ý. Trước không nói đến trình độ giàu có của làm kim thụ tộc, chỉ riêng năng lượng sinh mệnh có thể biến mục nát thành thần kỳ cũng đủ để cho người ta ghé mắt. Những thần khí người khác không thể sử dụng, hùng lòng không cách nào khống chế, đến chỗ hắn lại trở thành trợ lực. Điều này có thể gây sốc hơn thế, thậm chí trong đám cường giả là truyền tụng hắn đã trở thành tiểu thụ tổ, một khi thành hoàng liền có thể tái hiện huy hoàng của thụ tổ. Từ tinh tại chiến sĩ ở trong dân gian là cười nói, cũng là nhân khí, nhưng trong mắt cường giả chân chính, Cận Miểu Lâm có thể đạt được vị trí chiêm hoàng này thật sự chỉ bằng vào tiền tài sao? Rõ ràng là không, căn bản vẫn là năng lượng sinh mệnh khổng lồ siêu phàm thoát tục. Lũng Mịch Lâm mang đến năng lượng sinh mệnh cấp cao, còn có một điểm tốt nhất chính là những sinh mệnh năng lượng này đối với hoàng giả đều có trợ giúp thật lớn. Đối với hoàng giả lớn tuổi hiện tại mà nói, cái này tương đương với thọ nguyên tương lai của chúng. Tổ Đình nội bộ thậm chí đã thường nghị, nếu như tương lai Cận Miểu Lâm ở thời điểm độ kiếp và gặp phải khó khăn, Tổ Đình sẽ cho càng thêm trực tiếp trợ giúp hắn thành tựu hoàng giả. Đồng thời, sau khi xác định vị trí của tam đại chuẩn hoàng, Tổ Đình đã chính thức tuyên bố, Lam Kim Thụ Tộc sẽ trở thành chủng tộc trung lập sau khi Chiêm Hoàng chi chiến lần này chấm dứt, sẽ phái tộc nhân Lam Kim Thụ Tộc cấp bậc vương giả trở lên vào các đại thành chủ, trợ giúp các đại chủ thành ngưng tụ sinh mệnh năng lượng tốt hơn. Tin tức này vừa ra, Lam Kim Thụ Tộc nhất thời đứng ở đầu sóng ngọn gió. Sinh mệnh năng lượng tốt như thế nào? Nhìn biểu hiện của Cận Miểu Lâm trong Chiêm Hoàng chi chiến lần này là biết. Đối với Nhật Trần Đế Quốc mà nói, tuyệt đại đa số tinh quái tộc lúc mới tiến hành tinh tiến cần nhất chính là sinh mệnh năng lượng. Tộc nào muốn phát triển tốt hơn cũng không thể thiếu sinh mệnh năng lượng. Cho nên từ tinh đại chiến sĩ này, từ tinh đại chiến sĩ của Cận Miểu Lâm nhất thời lần thứ 2 tăng vọt. Trận chiến xếp hạng ba chuẩn hoàng cuối cùng đã không còn quan trọng trong mắt đại đa số khán giả. Dù sao cũng có ngôi vị hoàng giả, ai trước ai sau lại có quan hệ gì đây? Dù sao dựa theo tình huống bình thường đều có thể thành tựu hoàng giả, mà Mỹ Công Tử cùng Từ An Vũ thành hoàng cùng những người khác đều không có quan hệ gì, chỉ có Cận Miểu Lâm không giống nhau, là chủng tộc trung lập, hơn nữa còn là chủng tộc trung lập trợ giúp các đại chủ thành ngưng tụ sinh mệnh năng lượng. Người hơi có chút đầu óc đều hiểu được, Cận Miểu Lâm nếu thành hoàng có thể điều động thụ tổ lực để tốt hơn, làm cho sinh mệnh năng lượng cấp độ trở nên cao hơn, đối với tất cả chủ thành, tất cả cường tộc mà nói đều sẽ có túi chốt lớn. Ngay cả Đường Tam cũng không nghĩ tới, chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy, danh vọng của mình trong Tổ Đình cũng đã đạt tới trình độ không thua gì hoàng giả. Ngay cả tất cả trưởng lão Lam Kim Thụ Tộc cũng thành bánh bao thơm ngon. Đại Hồ khách sạn bên này đã nhận được đại lượng bái thiếp của các cường tộc chủ thành, đều là đến bái kiến Lam Kim Thụ Tộc, thậm chí còn có không ít bản cam kết. Những bản cam kết này đại khái ý tứ đều không sai biệt lắm, chính là chủng tộc chủ sự của các đại chủ thành biểu đạt thân thiết đối với Lam Kim Thụ Tộc. Đồng thời can đan, chỉ cần là Lam Kim Thụ Tộc phái đi trợ giúp chúng ngưng tụ sinh mệnh năng lượng cường giả, nhất định sẽ đảm bảo an toàn, không tiếc tất cả phụ trợ. Điều này làm cho các trưởng lão Lam Kim Thụ Tộc đi trên đường phố đều nâng thắt lưng lên. Lam Kim Thụ Tộc không còn là chủng tộc nhỏ yếu, yếu đuối, ai cũng thấy phải khi dễ nữa, mà là đang phát triển theo hướng chủng tộc không chiến đấu như Thiên Hồ Tộc, lại có thể đạt được sự tôn trọng của tất cả chủng tộc khác.
mà Đường Tam đối với chuyện này cũng không quan tâm. Sau khi trận chiến chấm dứt, Liên lần nữa trở lại trong phòng bế quan, biểu hiện ra tâm tính phi thường ổn định, cũng không bởi vì đã đạt được, chiếm được ngôi vị hôm mà bị ảnh hưởng. Ngay cả các trưởng lão Lam Kim Thụ Tộc cũng cho rằng trận đấu phía sau kỳ thật là căn bản cũng không cần tham gia. Để tránh xuất hiện nguy hiểm gì, vô luận là Mỹ Công Tử Cường Đại Tu La Thần Kiếm hay là Từ An Vũ Quang Minh Long Thương, thực lực cường hãn đó cũng không phải là nói giành được vị trí thứ 3 đã là một tình huống rất tốt. Chính là bởi vì ba vị trí cuối cùng của Chiêm Hoàng Chi Chiến đã quyết định, đợi đến ngày hôm sau khi trận chiến đến, nhân khí của Chiêm Hoàng Chi Chiến tựa hồ cũng không cao như trước. Thậm chí nhiều người cho rằng rất có thể trận đấu sẽ kết thúc vào ngày hôm đó. Thí dụ như ai nhận thua, thậm chí hai trận đấu đều nhận thua, hoặc là ba vị chuẩn hoàng hiệp thương lẫn nhau quyết định thứ hạng cuối cùng, trận đấu kia cũng không cần đánh. Chính trong bầu không khí như vậy, Đường Tam, Mỹ Công Tử cùng Từ An Vũ lại đi tới sân đấu. 6 ngôi vị vốn đã biến thành 3, hơn nữa không còn mái che phía trên nữa, hoàng vị lại càng trở nên lộng lẫy hơn, ngai vàng rực rỡ dưới ánh mặt trời chiếu rọi, bảo thạch trên đó tỏa ra ánh sáng chói mắt. Khi bọn Đường Tam đi tới trước hoàng vị, toàn bộ khán giả đã nhấc lên tiếng hoan hô như núi kêu biển gầm. Chuẩn hoàng, chuẩn hoàng. Bao nhiêu năm, tổ đình rốt cuộc lại muốn có hoàng giả xuất hiện. Đúng vậy, lại phải có hoàng giả. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến vô số chủng tộc, nhất là Long tộc, Khổng Tử Yêu tộc cùng Lam Kim Thụ tộc. Mỹ Công Tử ngồi ở vị trí đầu tiên trong tam đại hoàng vị, Đường Tam ở vị trí thứ hai, Từ An Vũ ở vị trí thứ ba. Đây là bảng xếp hạng tạm thời hiện tại. Hôm nay Mỹ Công Tử không có thi đấu, nhưng lần này nàng vẫn đến đây. Trận đấu đã tiến vào giai đoạn cuối cùng. Đối thủ của nàng trận chiến cuối cùng chính là người thắng giữa Đường Tam và Từ An Vũ.